Nghĩa Radio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến anh em cái con Vanker Bluetooth JBL K10 mẫu mới nhất năm 2019, được nâng cấp từ dòng JBL K8 lên, và nó sẽ có một số thay đổi thì mình sẽ nói rõ trong clip này cho anh em. Ở đây là một con JBL K10 Bluetooth anh em nhé. Về phía mặt trước này thì cái nút này nó đã được giữ nguyên. Cái nút này anh em nhìn kỹ nhé, cái hàng JBL hàng chính hãng ấy, là hàng bên mình phân phối, thì nó sẽ có những cái cắt vòng tròn đồng tâm. Anh em nhìn thấy chưa, những cái núm này rất là đẹp luôn. Đấy, và ba cổng mic nhá, vàng ở trên mặt trước này, ở bên phần effect này em lý nhá, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, có 6 cái nút chỉnh. Thì đầu tiên của nó là delay, thứ hai là repeat này, bass trung chép này, cái này là của phần vang nhá em nhá. Còn con echo level này là chỉnh to nhỏ của echo. Cái này nó chỉnh bằng một cái tu vít hai cạnh, thì anh em có thể cho vào đây và chỉnh lên to nhỏ phù hợp với anh em. Còn có một cái nút trắng ở trên, nó ghi chữ là Bluetooth, thì anh em ấn vào là sử dụng tính năng cổng Bluetooth. Anh em nhả ra là sử dụng cổng AV bình thường. Còn hai cổng này đổi qua lại giữa VOD và BMG nếu anh em không dùng Bluetooth. Tiếp theo đấy là đến cái giải của mic EQ, thì nó có 3 cần, bass, trung và chép của micro. Đấy, vẫn căn chỉnh bass, trung, chép, rất là đơn giản. Đấy, còn về phần music, về phần nhạc thì nó sẽ có 4 nút, là gồm có bass, trung, chép của nhạc, và một nút ba lăng cân vế trái phải. Tiếp theo đấy là ngoài cùng đây là có hai cái núm này thì nó là to nhỏ, một cái núm là music vol to nhỏ của nhạc, và một cái núm là mic vol là to nhỏ của mic. Bây giờ sẽ cho anh em xem về phần mặt sau của con vang này, nó sẽ được nâng cấp lên một số cái điểm như sau, mình sẽ nêu ra cho anh em tự tham khảo. Mở cái nắp này ra, tí nữa cho anh em xem ruột luôn. Về phần mặt sau này thì cái phiên bản năm 2019 thì nó sẽ bỏ cái râu rời ở đây, và nó thêm bằng một cái râu anten ngầm ở trong. Đấy, còn bằng cái vỉ này anh em này. Vì tại sao nhà sản xuất người ta lại bỏ cái râu đi? Tại vì cái râu rời ấy thường thường nó hay bị thất lạc, và khi đóng gói sản phẩm không cẩn thận là nó sẽ mất cái râu đấy. Thì nó rất khó cho anh em để mua lại cái râu đấy, mà rất khó cho các đại lý có thể cấp lại cái râu đấy, vì nó không có nhiều, nó không có làm dư ra, mỗi con chỉ một cái râu thôi. Cho nên người nhà sản xuất người ta đã tích hợp cái râu đấy vào trong này anh em nhé, để cho nó sóng thu nó khỏe hơn cái râu cũ luôn anh em nhé. Còn về cái con này thì nó sẽ được nâng cấp lên từ 4 cái đường ra thành 8 cái đường ra cho anh em, 8 đường tín hiệu ra cho anh em thoải mái dùng đẩy ghép thoải mái luôn, không phải lo nghĩ về không có đường ra, phải chia đường ra này nọ. Cái đầu tiên thì mình giới thiệu lên là hai cái đường vào, đây là đường VOD và đường BMG. Hai cái đường này nó sẽ ứng với lại cả cái nút ấn đằng trước, chọn hai đường tín hiệu vào. Đấy. Còn đường Bluetooth thì có nút ấn Bluetooth riêng rồi. Đây là hai cái đường vào nhé, một trắng một đỏ là một đường nhé. Đấy, còn tất cả nó sẽ có 8 đường ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 8 đường ra bên này nữa. Thì bên này nó sẽ có là led dai trái phải dạng Canon, một cổng center Canon, một cổng sub. Đấy, cắt cốt ở bằng bên này luôn, Canon. Mà khi anh em cắt cốt bên này thì nó ảnh hưởng cả cái đường sub bên này. Ở bên này nó sẽ có thêm 4 đường nữa, nhưng mà nó là dạng hoa sen, để anh em kết hợp với âm ly. Âm ly thì nó sẽ sử dụng cái cổng hoa sen này nhiều hơn. Còn anh em bên này thì dùng đẩy. Đấy. Thì khi kết hợp cả hai cái lại thì anh em có thể cho ra 8 đường ra tín hiệu, anh em thoải mái sử dụng. Và có thêm một đường cổng micro thứ 6 này, để kết hợp với micro không dây, anh em cắm đằng sau cho nó rất là tiện lợi. Còn bây giờ mình sẽ cho anh em xem về cái bo mạch của cái con này. Đấy, để xuống đây cho anh em xem nhé. Mình đã mở sẵn một con JBL K10 Bluetooth cho anh em. Về cái phần mạch, bên mạch thì mình sẽ soi rõ cho anh em này. Ở bên này có một cái vỉ này úp xuống, đây là vỉ chống hú của nó anh em nhé. Được cắt riêng và được úp cái chỉ số xuống dưới, nên anh em sẽ không thấy nhé. Và chạy 1, 2 IC tiếng dòng cao cấp. Anh em có thể soi vào đây để nhìn cho rõ này. Đấy. Hai con IC luôn. Cái mạch men màu đỏ rất là đẹp. Đây là cái vỉ mà Bluetooth anh em, vỉ Bluetooth đây. Vỉ Bluetooth màu xanh ở góc này, và có một con thạch anh dao động ở đấy. Đấy, tạo nên cho một con sản phẩm này.
Thứ nhất là nó nâng cấp thêm một cái vách ngăn. Tại sao nó lại có cái vách này? Anh em để ý nhé, tại sao nó lại có cái vách này? Để cái vách này nó tạo cho cái nguồn xung ở bên này, nó không xông sang ở bên này, cái tín hiệu Bluetooth này nó sẽ bắt này, nó không bị ảnh hưởng, cho nên nó sẽ không ra phát sinh những cái tiếng ù réo không mong đợi cho anh em. Đấy. Và cái mặt này nó được chăm chút tỉ mỉ từng cái nút một anh em nhé, kể cả cái nút này nó sẽ sáng lên khi anh em cắm điện vào. Đây, ví dụ như con này mình đang dùng này, nó sẽ sáng lên như này. Đấy, mà rất đẹp nhá. Anh em nhìn thấy các cái khía mà anh em nhìn nghiêng này, nó đồng trục ở giữa này. Đấy, cái nút cao cấp nó sẽ có làm những cái nút như vậy, nhìn rất là đẹp. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em một chút về cái phần nhạc của con này. Đây, mình đang kết nối vào một bộ dàn này. Cũng có một bộ mic ATB. Mic ATB GS868 này, một con vang JBL K10 Bluetooth này. Là một con đẩy. Đấy, sẽ mở thử nhạc cho anh em nhé. Tiếng la dàn nó chắc và đã luôn, chắc và đã. Đang đánh vào cặp DMX-NX12 anh em nhé. Quá chất luôn, hàng bãi xịn. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng mic của cái con mic này. Mic này thì được bán rất nhiều ở bên Nghĩa Audio anh em nhé. Bán ra phải nói là tầm 2.000 bộ rồi mà chưa có một bộ nào lỗi luôn anh em nhé. Hàng cực kỳ chất luôn. À đi. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Chất lượng luôn cho anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử cái chất mic này. À đi. 1 2 3 4 5 6 7. Rất ngon này cho anh em hát karaoke. Chương trình sổ trầu các thứ. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô có số thoại 0935 7 3 7 4 3. Và anh em có thể truy cập website nghĩaaudio.com để tham khảo và đặt hàng một số sản phẩm ở trên đấy anh em nhé. Và tham khảo thêm những sản phẩm khác. Với cái con vang này thì mình đang bán ở bên mình với giá là 2 triệu cho anh em nào quan tâm. Và bộ mic này 3.8 triệu anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau. Anh em nhớ đã đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm những clip mới. Xin chào anh em.